Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 9 tháng 10, thời tiết bắt đầu chính thức chuyển lạnh và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Về đêm có nơi rét đậm và nhiệt độ có thể xuống thấp từ 16 đến 18 độ. Cụ thể theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ sáng nay bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ, trưa và chiều sẽ ảnh hưởng đến khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ đêm thì ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời sẽ chuyển lạnh, vùng núi sẽ chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng núi Bắc Bộ có thể xuống thấp từ 18 từ 16 đến 18 độ. Khu vực Trung du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ từ 19 đến 21 độ. Trên biển từ chiều ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ có thể có sóng biển cao từ 2 đến 4 m. Khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 4 cho đến 6 m.